Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2020 có những nội dung chính như sau. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 74 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân. Sôi nổi phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 15 tháng 9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình để cho ý kiến về nội dung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có cả đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Thường vụ Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo và tổ chức thành công các đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 đã chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Lấy ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thực hiện công tác nhân sự cấp ủy trước đại hội. Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020. Chủ đề của đại hội đó là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới sáng tạo, huy động sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Quảng Bình đề ra 4 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình. Trong đó, dự thảo báo cáo chính trị trình tại đại hội đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 một cách khách quan, trung thực, thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và rút ra một số bài học kinh nghiệm. Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đã cho ý kiến cụ thể về đề án nhân sự cấp ủy của tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Trần Quốc Vượng mong muốn tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy đã cảm ơn được những ý kiến đóng góp hết sức quý báu và tâm huyết của cả đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp thu, nghiên cứu để bổ sung hoàn chỉnh các nội dung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều nay ngày 15 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 74 ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Vĩ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh. 5 năm qua, Ban chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp trong tỉnh đã thường xuyên nghiên cứu, quán triệt, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 74 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân và các nghị định, quyết định của Chính phủ về công tác quản lý vùng trời. Lực lượng dân quân tự vệ phòng không, các tổ đội chuyên môn phòng không nhân dân được tổ chức xây dựng chặt chẽ, tạo được thị trấn phòng không nhân dân rộng khắp và có trọng điểm. Đến nay, toàn tỉnh
đã thành lập được gần 2.200 tổ đội chuyên môn phòng không nhân dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành. Cả cấp các ngành chức năng cũng đã chủ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong công tác phòng không nhân dân. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân cả cấp tiếp tục bổ sung, kiện toàn tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện tổ công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phòng không nhân dân. Các địa phương, ban ngành, đơn vị trong tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch, công trình phòng không nhân dân phù hợp với tình hình thực tiễn. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng không nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 74 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2020. Sáng nay ngày 15 tháng 9, Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình tổ chức buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình triển khai xây dựng chính quyền điện tử do đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Triển khai xây dựng chính quyền điện tử, Sở Khoa học và Công nghệ đã đẩy mạnh nâng cao hiệu quả ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Quảng Bình, đảm bảo kết nối liên thông giữa sở và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như các sở ban ngành khác. Đến nay, Sở đã triển khai gửi nhận văn bản điện tử có ký số lên hệ thống thay thế văn bản giấy đạt 100%, cấp và sử dụng 13 chữ ký số phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và gửi nhận văn bản điện tử. Hệ thống một cửa điện tử cũng đã tiếp nhận và xử lý trực tuyến đối với 65 trên 65 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Hiện tại đã có một dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được triển khai trên hệ thống một cửa điện tử. Sở đã chủ trì xây dựng và đang triển khai thực hiện dự án xây dựng và áp dụng hệ thống ISO điện tử theo tiêu chuẩn Việt Nam 9001-2015 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2021. Hệ thống đang được áp dụng chạy thử tại 5 đơn vị trực thuộc Sở. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cần có hướng dẫn từ chấm điểm công tác xây dựng chính quyền điện tử điểm cho các cơ quan ban ngành địa phương. Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra và kết luận đánh giá kết quả xây dựng chính quyền điện tử tại các địa phương đơn vị. Đồng chí đánh giá, Sở Khoa học Công nghệ đã triển khai các phần mềm dùng chung của tỉnh và các phần mềm chuyên ngành riêng rất hiệu quả. Đầu tư hạ tầng công nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử. Đồng chí yêu cầu Sở Khoa học Công nghệ từ chấm điểm và gửi về Sở Thông tin Truyền thông trước ngày 30 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, để động viên các lực lượng thực thi nhiệm vụ phòng chống dịch trên các tuyến biên giới, hôm qua ngày 14 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ra Mai. Liên tục trong những tháng qua, trước diễn biến hết sức phức tạp và khó lường của đại dịch COVID-19, đồn biên phòng Ra Mai, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa đã thường xuyên bố trí lực lượng túc trực 24 trên 24 giờ tại các chốt để kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh. Để nắm bắt tình hình và kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm chốt phòng chống dịch Cha Cáp thuộc đồn biên phòng Ra Mai. Đoàn cũng đã trao tặng 10 triệu đồng cùng với các nhu yếu phẩm cần thiết cho cán bộ chiến sĩ tại đây. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực mà Liên đoàn Lao động tỉnh hướng tới cán bộ chiến sĩ biên phòng với mong muốn góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định số 3310 ngày 11 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Quảng Trạch. Theo đó, huyện Quảng Trạch sẽ được phân bổ hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 3.000 đối tượng là người lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính trên cơ sở danh sách đã được phê duyệt kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch tập trung chỉ đạo chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo danh sách đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, lựa chọn hình thức chi trả phù hợp, thuận lợi để việc hỗ trợ kinh phí được kịp thời, chính xác, an toàn và không để trùng lặp đối tượng được hỗ trợ. Ngoài ra, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan hướng dẫn kiểm tra giám sát việc chi trả chính sách hỗ trợ theo đúng quy định. Để phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tỉnh Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh,
xúc tiến đầu tư và hỗ trợ đầu tư phù hợp với tình hình thực tiễn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, ngoài các dự án đầu tư trong nước, các dự án có nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI đang triển khai hoạt động theo tiến độ. Đã có 24 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 782 triệu USD. Để thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ đầu tư, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, qua đó tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ ưu đãi của tỉnh cho các nhà đầu tư, triển khai các cơ chế chính sách khuyến khích thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó tập trung hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cơ sở lưu trú, nhà hàng, hạ tầng ngoài hàng rào theo nghị quyết 19/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh và theo quyết định số 5224/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình vừa có công điện số 116 ngày 15 tháng 9 năm 2020 điện Giám đốc các sở ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Cảng vụ hàng hải Quảng Bình, Đài khí tượng thủy văn Quảng Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở miền Trung Philippines. Hồi 13 giờ ngày 15 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,7 độ vĩ Bắc, 121,1 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Cấp độ rủi ro do thiên tai cấp 3 trong 24 đến 48 giờ tiếp theo. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 10 độ vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 117 độ kinh Đông. Để chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã, các sở ngành, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Thực hiện nghiêm công điện số 10 CDTU ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 2. Theo dõi, kiểm điểm tàu thuyền, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm. Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, giữ liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. 3. Thường xuyên theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động triển khai các phương án ứng phó, nhất là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp để đảm bảo an toàn về người, tài sản và phương tiện. 4. Triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn hồ đập, hồ chứa nước, các công trình đang thi công, các khu vực nuôi trồng thủy sản ven biển, các tuyến đê sung yếu hoặc đang thi công. 5. Kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. 6. Kiểm tra, rà soát phương án bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, sẵn sàng phương án lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. 7. Triển khai thực hiện các phương án phòng chống bão, lũ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để tổ chức ứng phó khi có yêu cầu. 8. Tổ chức trực ban nghiêm túc, tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão, lũ và báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh. 9. Tùy theo diễn biến tình hình của áp thấp nhiệt đới, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh sẽ có các chỉ đạo cụ thể tiếp theo. Kỷ thay trưởng ban, Phó trưởng ban thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Phong đã ký. Hết nội dung công điện. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới. Sôi nổi phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy.
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Ninh và Hội Nông dân huyện vừa đến thăm hỏi hỗ trợ trang trại anh Trần Thiên Thuật ở xã Vĩnh Ninh bị thiệt hại nặng do sét đánh. Vào lúc 15 giờ 10 phút ngày 9 tháng 9 năm 2020, trên địa bàn thôn Lê Kỳ 2, xã Vĩnh Ninh xuất hiện một đợt dông sét mạnh gây chập hệ thống điện tại trang trại chăn nuôi tổng hợp của anh Trần Thiên Thuật. Đám cháy do sét đánh đã gây thiệt hại lớn cho trang trại, hơn 500 con gà thịt, 20 con lợn nái bị chết. Tổng thiệt hại do sét đánh cháy tại trang trại hơn 600 triệu đồng. Để kịp thời chia sẻ động viên chủ trang trại trong thời điểm khó khăn này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Nông dân huyện đã thăm hỏi động viên gia đình anh Trần Thiên Thuật khắc phục khó khăn trước mắt để phục hồi sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới đã tích cực vận động các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp xây dựng quỹ vì người nghèo. Từ nguồn quỹ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới đã hỗ trợ xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, góp phần giúp họ có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Chị Trần Thị Hoài Thu ở phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới là hộ nghèo. Bản thân chị bị khuyết tật, đang nuôi con nhỏ, thu nhập không ổn định. Chia sẻ về những khó khăn của chị Thu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã hỗ trợ 55 triệu đồng để chị sửa chữa nhà ở. Sau gần 2 tháng sửa chữa, ngôi nhà cấp 4 với diện tích 45m2 của chị đã được hoàn thành. Tôi cũng rất vui mừng vì được các cấp trên quan tâm và giúp đỡ cho mẹ con được có ngôi nhà đẹp, là mẹ con cũng có thêm động lực để làm việc rồi để giúp con có thêm một ít để học hành nữa. Mặt trận của phường thì luôn quan tâm đến là cái người yếu thế trong xã hội, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Và trong thời gian qua thì chúng tôi rất quan tâm, và từ cái quỹ vận động quỹ vì người nghèo của phường thì cũng đã là xây dựng được 10 gia đình cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho nên là một số gia đình là đã thoát nghèo và ổn định cuộc sống vươn lên. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã ra soát, lập danh sách các hộ thuộc diện được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, tích cực triển khai xây dựng mô hình, hoàn thành công trình nhà ở cho hộ nghèo, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong quá trình xây dựng nhà đại đoàn kết nhằm đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, kịp thời. Cái việc đầu tiên mà Mặt trận tư đất của năm là phải hoàn thành cái việc xây dựng nhà cho nhà tạm. Mặt trận thành phố Đồng Hới đã có quyết tâm là trong năm 2020 này là sẽ hoàn thành cái việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, để 100% người dân ở Đồng Hới là người nghèo sẽ không ở nhà tạm, và cũng trong nhiệm kỳ tới sắp tới sẽ là làm thế nào đó hộ nghèo trên phải sẽ thấp nhất. Với sự giúp sức của cả cộng đồng, những ngôi nhà đại đoàn kết đã và đang được xây dựng. Đây không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái của xã hội đối với các hộ nghèo, đối tượng chính sách, mà còn là nguồn động viên người nghèo an cư lạc nghiệp, hăng hái lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống. Để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa đã tiến hành điều tra, giám sát chỉ số côn trùng tại một số xã trên địa bàn. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã tiến hành điều tra, giám sát chỉ số côn trùng tại cộng đồng nhằm xác định nguồn sinh sản chủ yếu của muỗi truyền bệnh, sự biến động theo mùa, xác định các vùng nguy cơ cao nhằm kịp thời dự báo dịch sốt xuất huyết dựa vào các chỉ số và các thông tin dịch tễ. Trên cơ sở đó, triển khai các hoạt động phòng chống đúng thời điểm, không để dịch bệnh lây lan. Thời gian qua, Trạm Kiểm lâm Thường Trạch thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới. Trạm Kiểm lâm Thường Trạch đóng chân trên địa bàn hai xã biên giới Tân Trạch và Thường Trạch của huyện Bố Trạch. Đơn vị hiện đang quản lý bảo vệ hơn 28.800 ha rừng đặc dụng thuộc 25 tiểu khu và 209 khoảnh nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Địa bàn rộng, lực lượng mỏng, tuy nhiên Trạm Kiểm lâm Thường Trạch đã phối hợp có hiệu quả với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cho người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ di sản. Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị cũng đã tổ chức hơn 200 ca tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng. Thực hiện chương trình hành động số 08 của huyện ủy Quảng Trạch nhiệm kỳ 2015-2020 về giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, tạo việc làm, những năm qua,
huyện Quảng Trạch đã có nhiều nỗ lực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, huyện Quảng Trạch luôn chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ năm 2016 đến 2019 đã có trên 2.280 lao động nông thôn được đào tạo nghề. Có gần 6.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn để phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 276 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã giải quyết được việc làm cho trên 19.600 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện dự ước đến cuối năm 2020 giảm còn 4,21%. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Cao Quảng đã khuyến khích vận động người dân chuyển đổi các loài cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loài cây có múi có hiệu quả kinh tế cao hơn. Năm 2016, sau khi tìm hiểu trên cả phương tiện truyền thông đại chúng, gia đình ông Nguyễn Văn Quang ở thôn Cao Cảnh quyết định chuyển một số diện tích trồng cây kém hiệu quả sang trồng cam xả đoài và bưởi. Qua một thời gian trồng chăm sóc, cùng với việc học hỏi các mô hình ở các địa phương khác, ông đã trồng thành công cây cỏ múi trên đất đồi Cao Quảng. Hiện tại, vườn của ông trồng 300 gốc cam và 200 gốc bưởi. Trung bình mỗi đợt thu hoạch, sau khi trừ đi chi phí, cho thu lại trên 300 triệu đồng. Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, huyện Bố Trạch đã huy động có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là đóng góp từ nhân dân. Theo đó, cấp ủy chính quyền các xã trên địa bàn huyện Bố Trạch đã chủ động sáng tạo trong việc phát huy được tiềm năng thế mạnh sẵn có của địa phương để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và nhận thức được mình là chủ thể được hưởng lợi từ chương trình. Vì vậy, đã đồng tình ủng hộ, tự nguyện hiến đất tài sản ngày công lao động để chung tay xây dựng các công trình trường học, nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, giao thông cộng đồng, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Từ năm 2015 đến nay, huyện Bố Trạch đã huy động được hơn 680 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp hơn 149 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, qua hơn 9 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Không chỉ năng động sáng tạo trong chỉ đạo và điều hành, mà cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể các cấp trên địa bàn còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Triển khai xây dựng nông thôn mới với rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Thủy đã biến thách thức thành cơ hội, nỗ lực quyết tâm để đưa xã nhà về đích nông thôn mới vào năm 2017. Ghi dấu chặng đường đã qua chính là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và thống nhất cao của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xây dựng cái nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, nó thể hiện được trong cái vai trò của người cán bộ đảng viên và của toàn thể quần chúng nhân dân, kể cả từ cái việc phá dỡ từ những cái trụ cổng với trị giá có thể là hàng triệu đồng, người ta phải sẵn sàng để tháo dỡ. Nên từ cái chỗ đó, cái việc đồng thuận của bà con nhân dân với cương vị là cán bộ đảng viên nhưng mà cũng là một người dân trên địa bàn, thì chúng tôi thấy nó là cái niềm hạnh phúc lớn lao trong cái công cuộc đổi mới của Đảng để xây dựng cái nông thôn mới thành công cho đến ngày hôm nay. Với phương châm dễ trước khó sau, không trông chờ ỷ lại, trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Thủy đã ưu tiên thực hiện một số tiêu chí như giáo dục và đào tạo, văn hóa, y tế, giao thông, thủy lợi, hình thức tổ chức sản xuất. Từ năm 2011 đến nay, Xuân Thủy đã huy động trên 114 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 12 tỷ đồng để xây dựng nông thôn. Trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương, thì hội cũng đã xác định được cái vai trò trách nhiệm trong cái việc là vận động tuyên truyền cán bộ hội viên hưởng ứng nhiều cái mô hình, ví dụ như mô hình là đoạn đường nông thôn mới kiểu mẫu, mô hình hạn chế xả rác thải xuống sông Kiến Giang, rồi đoạn đường không rác thải, rồi là đặc biệt là mô hình phân loại rác thải đại hồ để góp phần cái hoàn thành các cái tiêu chí về vệ sinh môi trường. Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Ngoài việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xã Xuân Thủy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả nhằm xây dựng thành công các khu dân cư kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu, đoạn đường kiểu mẫu. Qua đó, tạo nền tảng quan trọng để hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tôi xác định rằng là làm nông thôn mới là có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc.
Chính vì thế nên tất cả các chủ trương chính sách cũng như kế hoạch đều được tổ chức triển khai một cách chú đạo đến tận cán bộ đảng viên, làm tốt cái công tác dân chủ với tinh thần là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Từ đó người dân rất phấn khởi để là chung tay cùng cấp ủy chính quyền của ban chỉ đạo xã để triển khai các nội dung. Sau đại hội đảng bộ của xã, đảng bộ huyện, thì chúng tôi từng bước đưa nghị quyết của các đảng bộ vào cuộc sống, trong đó tập trung để xây dựng các tiêu chí còn lại để phấn đấu sớm đạt cái xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sắp đến. Phong trào xây dựng nông thôn mới không chỉ mang đến những đổi thay tích cực trong đời sống của người dân, mà hơn hết là người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Những cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới ở xã Xuân Thủy nói riêng và huyện Lệ Thủy nói chung đã góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các vùng quê nhằm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 15 ngày 16 tháng 9. Khu vực thị trấn Đông Lê, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, độ ẩm 50 đến 96%. Khu vực thị trấn Quy Đạt, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, độ ẩm 50 đến 96%. Khu vực thị xã Ba Đồn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm 55 đến 86%. Khu vực thị trấn Phong Nha, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, độ ẩm 51 đến 95%. Khu vực thị trấn Hoan Lão, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm 57 đến 87%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm 56 đến 85%. Khu vực thị trấn Quảng Hầu, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm 57 đến 87%. Khu vực thị trấn Kiến Giang, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm 56 đến 86%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 9, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa.